Quy luật 3 lần. Tử tế là tử tế, mà ngốc nghếch là ngốc nghếch. Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời, tức là họ không muốn trả lời, hãy tự tìm hiểu. Một người được nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng. Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác. Chúng ta không thuộc về nhau là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần một ngày. Không nên nhận phần thiệt về mình quá 3 lần. Khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không. Vị khách mặc cả quá 3 lần chắc chắn không có tiền. Vị khách 3 lần dùng quan hệ bạn bè với bạn để ép giá thì không phải là khách, cũng không phải là bạn. Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng, đến lần thứ 3 làm ơn dẹp đi. Chạm ngưỡng 3 lần unfollow một người bạn, tức là không còn bạn bè gì hết. Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng. Sau 3 lần nhắc nhở bạn về kỷ luật, người ta có ghét bạn ra mặt thì cũng không phải lỗi của họ. Một thanh xuân không nên có 3 lần tin vào những lời nói dối. Bạn được kể về những bất cập trong mối quan hệ của mình 3 lần. Sau 3 lần đó, bạn phải tự mạnh mẽ và giải quyết trước khi người ta hết năng lượng để lắng nghe bạn. Chồng giàu đẹp trai tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần. Việc trì hoãn quá 3 lần đều không tốt. Chúng ta không có nghĩa vụ phải dạy dỗ ai trưởng thành hết. Ngoài con cái của bạn ra, những người không phải ruột thịt, cứ 3 năm một lần, bạn hãy xem lại mối quan hệ có tiến triển gì không, người đó có bản lĩnh hơn chút nào không, có hiểu biết hơn không, có vững chãi, đáng tin cậy hơn không, so với sự phát triển của bạn, còn có phù hợp nữa hay không, có cùng tầng mây không, rồi quyết định có đi cùng nhau đến nữa hay không. Hãy hỏi người yêu bạn 3 lần về việc công khai mối quan hệ này. Lần thứ nhất là sau 1 tháng, lần thứ 2 là sau 3 tháng, lần thứ 3 là sau 1 năm. Nếu cả 3 lần người ta nói chưa phải lúc, thì bạn không có người yêu. Chúng ta chỉ nên cho người khác biết về sai lầm của mình 3 lần trong đời. Những lần sau có sai cũng không nên sai trong im lặng. Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể. Đi muộn quá 3 lần trong tháng thì đừng kêu về tiền phạt. Một người cao su tới 3 lần thì ông trời đang mách bạn đừng hẹn hò tới lần thứ 4. Thất hứa 1 lần là sơ suất, thất hứa 2 lần là tuổi trẻ, thất hứa 3 lần là không có năng lực. Một người làm phật ý bạn tới 3 lần trong 1 tháng thì hoặc là tính cách người đó quá khó chịu, hoặc là tính cách của bạn quá khó ở. Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dân. Nếu bạn muốn thoát khỏi một mối quan hệ hoặc một công việc tồi tệ, hãy kể ra 3 lần những thứ đó làm bạn kiệt quệ. Có trên 3 người cùng vốn sống và hiểu biết như bạn, không nợ tiền bạn, khách quan đồng ý với bạn, thì bạn có thể đi ngẩng cao đầu. Giới hạn chịu đựng của một người với một yếu tố ngoại cảnh là 3 lần, tích đủ 3 lần và 3 người ủng hộ, không ai có quyền nói bạn thiếu bản lĩnh.
Người thực sự tài giỏi đều là đang ép mình. Dứt khoát ép mình một lần, ai cũng có thể trở thành cổ phiếu tiềm năng. Trước đây tôi cho rằng ra ngoài xã hội, thứ dựa vào chính là các mối quan hệ. Nếu có họ hàng thân thích hay bạn bè thân thiết, làm chức to mo một chút thì mình cũng được ăn ké, có người giúp rồi, còn sợ gì không thành công. Hiện tại tôi càng lúc càng thấu ra được rằng con người ta sống ở đời không thể dựa vào ai đó mãi mãi. Phụ thuộc vào người khác là một suy nghĩ vô cùng không nên có. Dựa vào chính mình mới là chân lý. Đặc biệt là trong thời đại mà công nghệ Internet ngày càng phổ biến như hiện nay, phương thức giao lưu của con người với con người cũng ngày càng một khác biệt. Rất nhiều người chẳng qua cũng chỉ là quan hệ like trên Facebook. Rất nhiều người vốn dĩ cũng chẳng quen biết, nhưng chẳng hiểu sao lại là bạn bè trên mạng xã hội. Phần lớn cũng chỉ là những người bạn chưa bao giờ gặp. Bạn bè hàng nghìn người, nhưng thực sự nhắn tin quan tâm, hỏi han nhau liệu có đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mới nói, đường của mình phải tự mình bước đi. Một người khi ngày càng trở nên tài giỏi hơn, thực ra là họ đang thuận theo thời đại, cùng tiến bộ với thời đại. Họ luôn buộc bản thân phải tiến bộ để thích nghi với sự đổi mới. Họ luôn ép mình nghiêm túc, tự giác, kỷ luật, trở thành bản thân tốt đẹp nhất. Thứ nhất, ép mình đọc sách. Khi bạn không có gì, hãy nỗ lực đọc sách, học hành. Người xung quanh có thể quan tâm bạn, nhưng không thể dẫn dắt bạn đi làm điều gì đó chính xác. Có thể sẽ có người kéo bạn đi, nhưng sân khấu mà người khác cho bạn chưa chắc đã là điều bạn muốn, cũng chưa chắc đã thích hợp với bạn. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể thông qua đọc sách tìm ra phương hướng cuộc đời cho mình, không thể người khác sắp xếp mình nữa. Đọc sách là phương thức tích lũy tri thức, năng lực vô cùng hiệu quả. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bằng cấp tới đâu, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc sách. Đọc sách không có biên giới tuổi tác, cũng không có biên giới quốc gia. Vì vậy, dù ngày hôm nay bạn mới bắt đầu thì cũng không có gì là quá muộn. Đừng do dự hay chần chừ nữa. Bạn sở dĩ không thành công, luôn tức giận, phàn nàn, thực ra đều là bởi trí tuệ không đủ. Bạn không nhìn thấu được chân tướng xã hội, cũng không hiểu người khác. Bạn cảm thấy hoang mang, cảm thấy con đường mình đi nó mờ mịt. Chẳng hạn, bạn làm xong một phương án mà bạn cho là hoàn hảo, nhưng khi cầm lên cho lãnh đạo thì lại bị la mắng một trận. Đó là bởi bạn hoàn toàn không có ý đồ của lãnh đạo vào phương án, tự làm theo ý mình. Đọc sách, học hành thực ra là phương pháp thay đổi vận mệnh tốt nhất. Người thực sự tài giỏi cả đời đều không ngừng đọc sách. Mặc dù đọc sách rất khô khan, nhưng cứ kiên trì, bạn sẽ đọc được dư vị trong mỗi cuốn sách, tận hưởng thành quả của việc đọc sách. Nhưng câu chữ nhàm chán, khô khan rồi sẽ biến thành những cuộc đời thú vị và sống động. Ép mình ra khỏi những mối quan hệ xã giao vô ích, học cách cô đơn. Một người bạn của tôi đi đến thành phố khác, cô ấy đăng trên trang cá nhân rằng bắt đầu từ một nơi xa lạ, dần dần làm nên. Bài đăng này được đăng từ tháng 2 năm ngoái, hơn một năm rồi, cô ấy không đăng bài nào khác, cũng chẳng like hay bình luận bài đăng của ai. Có một vài nhóm tôi và cô ấy cùng ở trong đó, nhưng không còn thấy cô ấy trả lời. Ngay cả bản thân, cô ấy cũng rất ít liên lạc. Hơn một năm, L đã làm những gì? Sau khi tôi chủ động nhắn tin nói chuyện thì mới biết cô ấy ở một thành phố mở một nhà máy điện tử với hơn 100 nhân viên, tất cả đều không phải người quen biết. L nói, làm việc với những nhân viên mình không quen biết dễ quản lý hơn nhiều. Ngày trước, L cũng từng mở một xưởng nhỏ ở thị trấn, nhưng nhân viên hầu như toàn người thân, không thì là bạn bè của bạn bè. Không thể dứt khoát nghiêm khắc với ai được. Công việc vì thế mà trở nên rất bị động. L cô bạn cô lập, nhưng đồng thời cũng đã trở thành một thương nhân.
Một người con gái lựa chọn rời xa quê hương, nhưng cũng chính nhờ vậy mà đạt được thành công lớn hơn. Tất nhiên, cách làm của cô ấy chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Dẫu sao thì con đường đi của mỗi người là không giống nhau. Nhưng làm một người cô đơn lại có thể thích hợp với phần lớn mọi người. Đôi khi lựa chọn rời xa một vài nhóm xã giao không đâu, rời xa sự ràng buộc về tình cảm, một mình tự lập bước đi trên con đường, tập trung toàn bộ sức lực và thời gian làm tốt việc của mình cũng là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Bắt mình từ bỏ cái gọi là ổn định, dám thử thách, làm khó bản thân. Rất nhiều ba mẹ luôn khích lệ con cái học hành, tốt nghiệp xong thì kiếm công việc ổn định nào đó, rồi lập gia đình, sinh con cái, sống một cuộc sống ổn định. Đối với nhiều người, đó chính là một cuộc sống lý tưởng. Nhưng có một điều có thể nói đó là, nếu bạn đã thực sự chọn con đường ấy, vậy thì cũng đừng đi ngưỡng mộ những người giàu có hơn mình, thành công hơn mình, tự tại hơn mình, tận hưởng cuộc sống sung túc hơn mình. Người thực sự tài giỏi, họ không bao giờ lựa chọn an phận, lựa chọn ổn định. Họ luôn nỗ lực không ngừng, làm mới bản thân, nâng cao năng lực của mình. Có câu bất phá bất lập, bạn không dám vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bay cao, bay xa. Cuộc sống ổn định, quá thảnh thơi, giống như bức tường cao vậy. Nó nhốt con người ta vào bên trong. Phương pháp để trèo ra khỏi bức tường đó chính là tự làm khó bản thân, thay đổi tư duy, dám thử thách. Những người ép mình vượt ra khỏi lối mòn mới sống cao hơn người khác một bậc, ngắm được những phong cảnh đẹp và hùng vĩ hơn người khác. Ép mình từ bỏ những chuyện vặt vãnh, nhẹ nhàng, lâm trận. Đồng nghiệp T đã ly hôn. Trong 2 năm thời gian ấy, cậu sống trong đau buồn, không có một ngày hạnh phúc. Cậu ấy rất ít khi lộ ra khuôn mặt cười, có cười thì cũng là cười khổ. Có một giai đoạn thời gian, vì không tập trung được cho công việc, nên thường xuyên mắc lỗi, cấp trên tìm cậu ấy nói chuyện, xích nữa thì đuổi việc T. T mới 37 tuổi, cuộc đời không phải là kết thúc, nhưng hôn nhân thất bại lại ép cậu ấy vào góc chết. Bản thân không muốn thoát ra, bất kể mọi người xung quanh có khuyên ra sao cũng vô ích. Thực ra một người khi gặp phải thất bại, vừa hay đó cũng chính là lúc phá kén hóa bướm. Đáy vực cuộc đời, vừa hay là lúc kiểm tra bản thân. Chỉ cần bạn kiên cường đứng vững, vượt qua là bạn thắng rồi. Đồng nghiệp của tôi, T, không vượt qua được. Tâm của cậu ấy vẫn chìm đắm mãi trong thế giới tình cảm thất bại. Thậm chí còn thường xuyên gọi điện cho vợ cũ, rồi phải nghe đối phương mắng. Người thực sự tài giỏi là người ép mình buông bỏ quá khứ, học cách lên đường với hành trang nhẹ nhàng, không áp lực, trong lòng không có gánh nặng, mới có thể cưỡi sóng đạp gió, đi được càng xa càng nhanh hơn. Ép mình thay đổi phương thức nói chuyện, nói ít làm nhiều, và đôi khi im lặng là vàng. Có câu im lặng là vàng, nhưng lại có rất nhiều người thích thuyên liên, mặc đặc biệt là khi đưa ra ý kiến, muốn được người khác tán đồng ý kiến với mình. Có những người nói chuyện vô duyên, nhưng lại nghĩ là mình đang giúp đỡ người khác. Có những người lại thích công kích, khiến người ta xấu hổ, dùng lời nói tổn thương người khác, rồi xem đây là chuyện hay ho. Có những người thích phàn nàn, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt. Cả thế giới đang nợ tôi. Thực sự, người thực sự tài giỏi là người biết lúc nào nên mở mồm, lúc nào thì nên ngậm miệng. Thay vì nói nhiều, chi bằng hãy làm nhiều, hành động quan trọng hơn lời nói. Chẳng hạn yêu một người, đừng dùng những lời nói mỹ lệ, hãy dùng hành động chứng minh tình yêu cả bạn. Khởi nghiệp cũng vậy, đừng chỉ vỏ mồm, giỏi vẽ ra viễn cảnh. Hãy tích cực hành động, thực hiện hóa những điều bạn muốn làm. Người thực sự tài giỏi không nhất thiết phải là một người quá nhiều tiền, cũng chẳng cần cao sang, lộng lẫy, mà là một người có một tâm trí chín chắn, tâm thái tuyệt vời, sống có mục tiêu, có suy nghĩ và đích đến của bản thân. Tư tưởng và đời người đều là tự do.
học cách ép mình, bạn sẽ ngày càng trở nên lợi hại. Ở đáy vực, ép mình một phen, bạn sẽ lên được dốc. Ở đỉnh cao, ép mình một phen, bạn sẽ bước sang một đỉnh cao khác. Khóa chặt một mục tiêu, đặt ra thời gian, ép mình một phen, bạn sẽ phát hiện ra tiềm lực của mình là vô hạn. Đây là tinh túy của người thông minh. Bất kể trong sự nghiệp hay cuộc sống, có IQ cao quả thực rất quan trọng. Nó giúp chúng ta thành công dễ dàng hơn trên con đường thành công cũng như trong giao tiếp với mọi người. Là một người có IQ cao, đây không phải là một chuyện dễ dàng. IQ có mối quan hệ mật thiết với cảm xúc. Một người IQ cao là người biết kiểm soát cảm xúc của mình, là chủ nhân của cảm xúc. Trong khi người có IQ thấp sẽ chỉ bị cảm xúc của mình chi phối, là nô lệ của cảm xúc. Tất nhiên ai cũng hy vọng mình có IQ cao cả, nhưng lại không mấy ai biết làm sao để trở thành một người có IQ cao. Thực ra một người có IQ cao nghe cách nói chuyện thôi cũng thấy khác biệt. Diễn viên Trung Quốc Hoàng Bột là người nổi tiếng có IQ cao. Mặc dù nhan sắc bình bình nhưng lại thắng ở IQ. Cũng vì lý do này mà trong giới giải trí, anh nhận được rất nhiều sự yêu mến của đồng nghiệp. Họ thường xuyên khen ngợi, không hề giấu giếm sự yêu quý dành cho anh. Trong một chương trình truyền hình khác, Hoàng Bột khi được MC hỏi: "Hiện tại có phải cảm thấy mình đang rất nổi tiếng không?" Không thể không nói, câu hỏi này của MC có chút làm khó người trả lời. Nếu trả lời là nổi thì khiến người khác cảm thấy mình hơi tự cao, tự đại. Nhưng nếu nói là không thì lại là giả tạo. Nhưng câu nói của Hoàng Bột đã nhẹ nhàng hóa giải ngại ngùng, không ai có thể bắt lỗi, còn tiện cho chương trình chút thể diện. Đương nhiên rồi, đã đến tham gia chương trình này rồi còn có thể không nổi tiếng ư? Quả nhiên một người IQ cao, phương thức nói chuyện cũng uyển chuyển khéo léo hơn người bình thường, không đắc tội ai, cũng chẳng hạ thấp bản thân. Giữa những người với người luôn luôn tồn tại tốt xấu là một động vật xã hội, chúng ta khó mà thờ ơ được với những người xung quanh, năng lực quản lý cho cái tốt, cái xấu này gọi là IQ. Trong cuộc sống luôn tồn tại những người không thích chúng ta. Điều này tất nhiên sẽ khiến chúng ta khó chịu. Nhưng một người IQ cao, họ sẽ nghĩ tới việc khi mình lạnh nhạt và cự tuyệt người khác, nghĩa là chúng ta cũng đang khiến người khác khó chịu. Sự khác biệt lớn nhất giữa người có IQ cao và người có IQ thấp chính là họ biết nghĩ cho người khác, biết đổi góc độ suy nghĩ vấn đề. Làm người thì nên khi suy nghĩ hãy giống như một kẻ trí, khi nói chuyện hãy giống như một người bình thường. Một người có IQ thấp trong quá trình giao tiếp với người khác sẽ vì phương hướng nói chuyện của mình mà đắc tội với họ, khiến quan hệ xã hội ngày càng thu hẹp, người đối xử thật lòng càng ngày càng ít. Trong một người có IQ cao, chính vì phương thức nói chuyện hơn người mà luôn khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Người như vậy, vòng tròn xã giao sẽ ngày một rộng, bạn bè ngày một nhiều hơn. Hành vi IQ cao nhất là gì? Đó chính là dù có là đối với những người thân thiết, quen thuộc nhất, thì vẫn có thể duy trì được sự tôn trọng và nhẫn nại. Trong cuộc sống không ít người, ở ngoài thì khép nép, khách khí, không dám đắc tội với ai. Nhưng khi ở với người nhà, người thân thiết thì hoàn toàn không quản lý những điều này, làm sao mình cảm thấy thoải mái nhất là được. Khi bị chất vấn, họ sẽ nói: "Ở ngoài đủ mệt rồi, ở nhà còn phải giả vờ nói này nói nọ, không mệt à?" IQ cao không phải giả vờ mà ra được, mà nó là sự tồn tại tự nhiên ở mỗi người. Bất kể là với người ngoài hay với người thân thiết, đều là một biểu hiện giống nhau. Người có IQ cao giỏi trao đổi, chia sẻ, giao lưu, họ chân thành và biết giữ kẻ. Dùng IQ để đối nhân xử thế
là cao nhân nhưng dùng cảm xúc để đối nhân xử thế, đó là xuẩn ngốc. Câu chuyện về hiệu ứng đá mèo chắc mọi người đã biết. Người cha tức giận trút lên con trai. Một cậu con trai giận cá chém thớt xả cục tức bằng cách đá vào con mèo. Con mèo vô duyên vô cớ bị đá hốt hoảng chạy ra đường. Vừa hay có một chiếc xe chạy tới, vì muốn tránh con mèo nên đã đâm vào cậu bé. Đây là một điển hình trong việc dùng cảm xúc để đối nhân xử thế. Giữa người với người, nếu để cảm xúc làm chủ, kết cục cuối cùng thường sẽ chẳng ra sao. Một cư dân mạng thường chia sẻ một câu chuyện như thế này. Năm 2015, tôi về quê ăn Tết. Ba tôi đứng giữa cái rét hơn nửa tiếng đồng hồ đợi đón tôi về nhà. Về tới nhà, ở nhà có hai người anh em tốt của ba, chú M và chú L, và mẹ đang ngồi đợi hai chúng tôi về ăn cơm. Cao trào đến trong bữa cơm, mẹ gắp thức ăn rồi hỏi han tôi đủ chuyện trong suốt một năm xa nhà. Ba thì cả bữa cơm ăn chỉ uống với hai người bạn, không hỏi han tôi một câu nào. Tôi rất thấy lạ. Sau khi tiễn hai người bạn về, ba mới bắt đầu quan tâm, nói chuyện với tôi. Ba nói, chú M của con ly hôn đã lâu, mười mấy năm chưa được gặp con gái rồi. Dịp lễ Tết như vậy, chú ấy càng nhớ con gái hơn. Vì thế bố không muốn làm chú ấy buồn, bố cũng không muốn hỏi han con như mẹ con vậy. Nhưng trước mặt chú ấy, bố nên để ý tới cảm xúc của chú ấy hơn. IQ cao, nó không thể hiện chỉ trong một trường hợp đặc biệt, mà là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, cũng dùng phương thức riêng của mình, không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay hụt hẫng. Có IQ cao, con đường của bạn sẽ rộng mở hơn, thuận lợi hơn rất nhiều. Muốn dùng cho tốt IQ của mình, trước tiên phải học được cách hạ thấp cảm xúc của mình xuống, đổi cách nói chuyện, đổi phương thức suy nghĩ, trở thành một người IQ cao. Năm thói quen tài chính cá nhân giúp bạn sớm giàu có trong năm 2021. Học hỏi năm thói quen tài chính cá nhân thông minh của những doanh nhân thành công, bạn bắt đầu càng sớm, sự giàu có càng nhanh đến trong năm 2021. Thứ nhất, tạo danh sách các mục tiêu tài chính. Khả năng tài chính là vô cùng quan trọng, một lĩnh vực mà những doanh nhân giàu có tạo nên khác biệt bởi những mục tiêu tiền bạc rõ ràng. Viết ra danh sách những mục tiêu tài chính và xem lại mỗi ngày sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng, hành động cần làm để cải thiện tài chính cá nhân cũng như là đang lợi nhuận của công ty. Đề ra kế hoạch tiêu dùng và tiết kiệm. Không có kế hoạch cho thói quen tiêu dùng và tiết kiệm là một trong những cạm bẫy lớn nhất khiến cho các doanh nhân không thể đạt được mục tiêu của mình. Để có góc nhìn rõ hơn về việc này, Spencer Bailey là nhà thành lập và điều hành của công ty Savolari giải thích: vấn đề bắt nguồn từ thực tế là nhiều người trong chúng ta đơn giản không theo dõi tiền của chúng ta đi về đâu. Điều mà mỗi chúng ta có thể hao mòn mục tiêu tài chính mà bạn hướng tới. Chi tiêu thực sự nghĩa là phải có kế hoạch trước bạn sẽ tiêu dùng, tiết kiệm tiền như thế nào và theo dõi mỗi khoản chi tiêu. Bạn biết rõ về thói quen chi tiêu thì sẽ đơn giản hơn trong việc kiểm tra chi tiêu và tiết kiệm. Khi nắm bắt được thông tin này rồi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tìm cách giảm chi tiêu của mình, đơn giản như chuyển sang nhà mạng rẻ hơn hay giảm bớt những lần ghé qua cửa hàng cà phê trên đường đi làm. Đa dạng các rủi ro bằng các nguồn thu nhập mới. Theo sách của Storm Clay, Rich Habit, theo The Daily Habit of Successful People, 65% tỷ phú tự thân có ít nhất 3 nguồn thu nhập và 29% có từ 5 nguồn trở lên. Ý nghĩa của những con số này cho thấy rằng những cá nhân trên kiếm tiền từ đa dạng việc kinh doanh cũng như lợi nhuận thu nhập, cho thuê hay tăng vốn bằng cách có nhiều nguồn thu nhập
các doanh nhân có thể đa dạng và giảm các rủi ro tài chính cá nhân. Ý tưởng này tương đồng với việc tạo nhiều nguồn doanh thu trong doanh nghiệp của bạn. Bằng cách bán nhiều dòng sản phẩm mới, bạn đã tạo thêm cơ hội tăng trưởng kinh doanh. Kể cả một dòng sản phẩm bắt đầu kém dần, thì doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận bởi vì các nguồn thu nhập ổn định khác. Đa dạng tài chính cá nhân cũng dẫn tới kết quả tương tự. Thứ tư, đầu tư để tạo thu nhập thụ động. Tiền dư của bạn sẽ đi đâu sau khi bạn trả hết các khoản chi tiêu tối thiểu hàng tháng? Đối với những chủ doanh nghiệp, tìm cách đầu tư lợi nhuận trở lại công ty là mấu chốt cho việc phát triển xa hơn. Điều đó cũng đúng với tài chính cá nhân của bạn. Nhiều chuyên gia đầu tư khuyến nghị thực hiện chiến lược mua và giữ như một cách để tạo ra thu nhập thụ động. Theo Investop, một nghiên cứu dài hạn về chiến dịch này, cho rằng 12% lãi bình quân trở lại với hàng hóa nhỏ và 9% đối với hàng hóa lớn. Nghiên cứu còn bao gồm cả 3 cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra trong suốt thời gian nghiên cứu. Tiếp tục tiết kiệm hay đầu tư sẽ cho phép sự tăng trưởng của bạn gia tăng theo thời gian. Thu nhập thụ động đóng vai trò là sự bổ sung hoàn hảo cho số tiền bạn kiếm được trong kinh doanh. Thiếu nhận thức về thị trường có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thành công kinh doanh và tài chính cá nhân của bạn. Các doanh nhân giàu có luôn nỗ lực để cập nhật các xu hướng rộng rãi mà có thể ảnh hưởng đến tài chính cá nhân và kinh doanh của họ. Ví dụ, việc thay đổi một chỉ số liên quan có thể ảnh hưởng đột ngột tới chi phí dài hạn của bạn trong việc đi vay cho một ngành kinh doanh mới. Nó có thể ảnh hưởng thói quen tiêu dùng của người mua, ảnh hưởng tới thị trường sản phẩm của bạn. Nhận thức chủ động thị trường sẽ cảnh báo bạn về xu hướng chủ đạo hay sự kiện có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh và đầu tư khác của bạn, cho bạn thêm thời gian để xử lý. Kể cả việc đơn giản như là điều chỉnh giá thành trước cũng giúp bạn tránh các tổn thất. Đối với nhiều người, đạt được an toàn tài chính cá nhân đòi hỏi phải thay đổi thói quen hoặc suy nghĩ đã được áp dụng từ lâu. Điều này có vẻ như là một thách thức đang, nhưng kết quả cuối cùng rất xứng đáng. Bằng cách kiểm soát việc sử dụng đồng tiền của mình, bạn có thể gia tăng tài chính cá nhân cũng như tăng cơ hội thành công khởi nghiệp. Hãy nhớ, thứ nhất, không có áp lực thì không có kim cương. Nếu muốn tìm kiếm đam mê, việc đầu tiên phải làm là thức dậy. Một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho những người khát khao. Bạn không bao giờ biết được bạn mạnh mẽ như thế nào cho tới khi bạn mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn. Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình, chỉ cần tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày, tiếp tục đẩy mạnh bản thân mình về phía trước. Thật sự không cần quay đầu xem người quyền rủa bạn là ai. Chẳng lẽ khi bạn bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy lại cắn cho con chó đó một phát ư? Một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy, bởi niềm tin nằm ở đôi cánh, chứ không phải ở cành cây. Không ai có quyền phán xét họ, bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Bạn có thể đã nghe những câu chuyện, nhưng họ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn. Cũng chẳng có điều gì là hoàn toàn sai, ngay cả cái đồng hồ chết cũng đúng 2 lần một ngày. Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy học cách trở thành người chơi bài giỏi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực, và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Một ngày nào đó, bạn sẽ chẳng thèm nhớ đến cái nỗi đau chết tiệt mà một người bạn cho rằng nó kéo dài mãi mãi. Tất cả mọi người đều là thiên tài trong lĩnh vực của họ. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây, thì cả đời nó sẽ nghĩ mình ngu dốt và đần độn. Nỗi sợ lớn nhất trên đời này chính là nỗi sợ dư luận. Vào cái giây phút mà bạn không còn sợ đám đông, bạn không còn là một con cừu, bạn trở thành sư tử. Một tiếng gầm to trỗi dậy trong tim bạn, tiếng gầm của tự do. Ở nơi nào đó trên thế giới, có một người luyện tập, còn bạn thì không.
Và khi phải đối đầu với họ, họ sẽ ngã gục bạn. Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp. Nếu muốn thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. Có thể bạn không tìm thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn vẫn biết rõ nơi mình đến. Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc một sai lầm hai lần. Những thủ thuật đắc nhân tâm giúp bạn đi tới đâu, thu phục lòng người tới đó. Khen, khen, khen và khen. Ai cũng có một điểm mạnh gì đó để bạn có thể khen ngợi. Một mái tóc, một khuôn mặt, một chiếc áo, quần mới cho tới tính cách, hành động của người đó. Những lời khen sẽ giúp đối phương thoải mái trước bạn hơn. Biết cách lắng nghe. Trong cuộc sống này, ai cũng có hàng tá những vấn đề muốn được chia sẻ. Ai cũng thích được nói, được bộc lộ quan điểm. Chuyện bạn nên làm là ngồi im một chỗ và lắng nghe. Tin tôi đi, vài ba câu chuyện nhỏ cũng có thể hé mở về suy niệm sống của một người. Không đi đâu mà thiệt. Tôn trọng người khác. Tôn trọng không phân biệt giàu nghèo, hèn kém. Đừng cho là mình có địa vị, có học thức hay sinh mình sinh. Mình nhiều tiền mà coi khinh người khác. Điều đó chỉ thể hiện bạn là kẻ sống não mà thôi. Không sớm thì muộn, đồng đội chiến hữu hay ngay cả người thân cũng rời xa bạn. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Đừng quyết định thay cho đối phương. Mỗi người có những lý lẽ riêng. Ta không ở trong vị trí của họ, nên mọi sự ta đâu có rõ hết. Không